Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay mùng 5 Tết Kỷ Hợi, kính chúc quý vị tiếp tục có một ngày du xuân vui vẻ, hạnh phúc và an toàn bên người thân và gia đình. Còn bây giờ mời quý vị cùng cập nhật những thông tin thời sự nổi bật tại các địa phương trong tỉnh. Thành phố Vũng Tàu đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch. Sở Văn hóa Thể thao đã tổ chức biểu diễn Lân sư rồng nghệ thuật. Thị xã Phú Mỹ tiếp tục thúc đẩy kinh tế công nghiệp. Câu chuyện Bà Rịa Vũng Tàu đất và người kỳ này, mời quý vị đến thăm Hòn Câu, huyện Côn Đảo. Chương trình Hòa nhịp phát triển hôm nay được mở đầu với những thông tin ghi nhận về hoạt động du lịch tại thành phố Vũng Tàu. Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu, từ ngày 29 Tết đến mùng 4 Tết Kỷ Hợi 2019, thành phố Vũng Tàu đón 202.200 lượt khách đến tham quan tắm biển, trong đó cao điểm là ngày mùng 4 Tết với hơn 121.000 lượt khách. Do lượng khách du lịch đến thành phố Vũng Tàu tăng đột biến nên hôm qua, nhiều khách sạn tại thành phố đã hết phòng. Tuy nhiên, giá cả phòng vẫn được kiểm soát, không tăng nhiều so với ngày thứ Bảy, Chủ nhật và chỉ tăng trong mức quy định đã đăng ký với cơ quan nhà nước. Đến thời điểm này, đường dây nóng về du lịch an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố tiếp nhận 15 cuộc gọi, chủ yếu là tham khảo giá cả, dịch vụ, chưa ghi nhận thông tin phản hồi nào về tình trạng chặt chém, mất an ninh trật tự. Trước tình hình lượng khách du lịch đang đổ về Vũng Tàu rất đông, cho nên là chúng tôi đã phối hợp với lại các lực lượng chuyên môn của thành phố như công an thành phố, đội trật tự đô thị, rồi thành đoàn, rồi các phường có liên quan tập trung lực lượng tuần tra chốt trực, đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu du lịch trên địa bàn thành phố. Trong 6 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 vừa qua, lực lượng cứu hộ bờ biển của thành phố đã cứu vớt 21 trường hợp đuối nước bị lọt vào ao xoáy. Nguyên nhân chủ yếu là do các nạn nhân bơi quá xa, gặp luồng nước xoáy nên kiệt sức không thể quay lại bờ. Tất cả các trường hợp sau khi được lực lượng chức năng hỗ trợ, hồi sức đã hồi phục sức khỏe bình thường. Hôm nay và ngày mai, dự báo lượng khách đến Vũng Tàu vui chơi tắm biển sẽ đông hơn những ngày qua, nên thành phố Vũng Tàu tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, nhằm đem đến cảm giác thân thiện, vui vẻ, an toàn cho du khách trong những ngày đến du xuân tại phố biển. Thưa quý vị, trong những ngày qua, công tác bảo vệ môi trường, cấm kinh doanh ăn uống, buôn bán hàng rong tại các khu vực công viên, bãi biển tiếp tục được thành phố Vũng Tàu duy trì hiệu quả. Nhờ vậy, dù lượng khách đến Vũng Tàu tăng đột biến, nhưng công tác vệ sinh môi trường du lịch vẫn được đảm bảo. Từ ngày 29 tới đến nay, lực lượng chức năng của thành phố Vũng Tàu đã ngăn chặn 139 nhóm du khách không mang thức ăn, bia, rượu xuống bãi biển, giải tán 47 nhóm khách ăn uống trên công viên, bờ kè và 4 nhóm du khách trải bạt ngồi ăn dưới bãi tắm. Thành phố Vũng Tàu đã lắp đặt 357 thùng rác công cộng tại các vị trí thuận lợi, đông người trên các tuyến đường và khu vực công viên. Trong đó có 200 thùng rác công nghệ, đảm bảo cho du khách có nơi bỏ rác thải, tránh tình trạng vứt rác bừa bãi. Lực lượng chức năng thành phố Vũng Tàu đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và sẽ kiên quyết tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở vi phạm. Với phương châm, sự hài lòng của tổ chức cá nhân là thước đo cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị. Thời gian qua, thành phố Vũng Tàu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, qua đó tạo bước chuyển tích cực trong công tác cải cách hành chính. Năm 2018, công tác cải cách hành chính của thành phố Vũng Tàu đã được Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo. Các cấp các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã ban hành 96 văn bản thực hiện công tác cải cách hành chính. Bộ phận một cửa của thành phố Vũng Tàu và các phòng ban chuyên môn đã tiếp nhận trên 29.000 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 97,8% hồ sơ với 96% hồ sơ giải quyết đúng hạn. 17 phường xã tiếp nhận 115.090 hồ sơ hành chính tại bộ phận một cửa, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98,9%. Năm nay, thành phố Vũng Tàu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, triển khai kế hoạch kiến trúc chính quyền điện tử. Thành phố Vũng Tàu tiếp tục lấy kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan đơn vị là tiêu chí để đánh giá bình xét việc thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.
tục phần thông tin địa phương là ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa văn nghệ mừng xuân Kỷ Hợi 2019, Sở Văn hóa Thể thao đã tổ chức biểu diễn Lân Sư Rồng nghệ thuật tại quảng trường 27 tháng 4 thành phố Bà Rịa. Đây là hoạt động thường niên do Sở Văn hóa Thể thao tỉnh tổ chức. Hội diễn Lân Sư Rồng nghệ thuật mừng xuân Kỷ Hợi 2019 do Sở Văn hóa Thể thao tổ chức thu hút sự tham gia của 6 đội Lân Sư Rồng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Với 6 tiết mục gồm trống hội, lân địa vũ, lân mai hoa thun, lân leo cây, sư tử hí cầu, múa lân chào xuân, hội diễn Lân Sư Rồng nghệ thuật đã mang lại cho khán giả và du khách những màn trình diễn độc đáo và đẹp mắt. Những màn múa lân chào năm mới không chỉ đem lại không khí tươi vui cho người dân, mà đây còn là một trong những hình thức múa dân gian cầu mong một năm mới thịnh vượng, phát đạt, hanh thông và hạnh phúc. Ghi nhận từ thị xã Phú Mỹ sẽ tiếp nối phần thông tin địa phương. Thưa quý vị, được triển khai từ năm 2016, đến nay sau gần 3 năm thực hiện đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016-2020 theo mô hình xã hội hóa. Đến nay, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đạt khoảng 85%. Các địa phương trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân không đổ rác bừa bãi, hạn chế hình thành các bãi rác tự phát trên vỉa hè, đồng thời tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng trong việc xử lý ô nhiễm môi trường. Thị xã đã thành lập và duy trì 5 tổ giám sát về môi trường ở cộng đồng, tập trung ở những điểm nóng về ô nhiễm môi trường như các xã Tân Hải, Tân Phước và các phường Phú Mỹ, Phước Hòa, Mỹ Xuân. Hiện nay 85% lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn được thu gom xử lý trong ngày. Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ phấn đấu đến năm 2020, 100% lượng rác thải đô thị và hơn 80% lượng rác thải tại khu vực nông thôn được thu gom ngay trong ngày. Thưa quý vị, là địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển, thị xã Phú Mỹ xác định lấy công nghiệp làm động lực tăng trưởng kinh tế. Kết thúc năm 2018, lĩnh vực này đạt tốc độ tăng trưởng gần 16% so với năm 2017. Kết quả trên không chỉ đóng góp quan trọng vào thành tích chung của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mà còn tạo đà để thị xã Phú Mỹ vững tin thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Năm 2018, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã Phú Mỹ tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ, với giá trị sản xuất đạt 13.881 tỷ đồng, vượt hơn 6% kế hoạch năm và tăng gần 16% so với năm 2017. Một số ngành có thế mạnh như thép, cơ khí, chế biến gỗ, sản xuất, khí điện trạm phát triển mạnh mẽ, đạt tốc độ tăng trưởng hai con số. Không ít sản phẩm công nghiệp của địa phương đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường quốc tế. Để đạt được kết quả trên, trong năm qua, các cơ quan chức năng của thị xã Phú Mỹ đã tăng cường hỗ trợ chủ đầu tư các khu công nghiệp và cụm công nghiệp, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính. Thị xã Phú Mỹ hiện có 9 khu công nghiệp, tổng diện tích là 4.800 ha và 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích 176 ha. Tính đến thời điểm này đã có 3 khu công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy 100%, 4 khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 50% và 2 khu công nghiệp đang trong quá trình đầu tư cơ sở hạ tầng. Hầu hết trong tổng số gần 250 dự án trong và ngoài nước đang hoạt động trong các khu công nghiệp tại Phú Mỹ đều là các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại. Hiện tại, 3 trong tổng số 5 cụm công nghiệp tại thị xã Phú Mỹ đã thu hút nhà đầu tư thứ cấp, trong đó có 2 cụm công nghiệp có diện tích lấp đầy từ 70 đến 80%. Các cụm công nghiệp khác đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng. Sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá về các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã giúp các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Cụm công nghiệp là thuộc công ty cổ phần Phú Mỹ, đầu hoạt động cho thuê là năm 2007. Và đến nay thu hút được 9 nhà đầu tư, thì tạo công an việc làm được gần 3.000 lao động. Và cái sự có mặt của cái cụm công nghiệp phát dịch và cái phát triển các nhà máy thì nó đã thay đổi cái bộ mặt coi như là kinh tế của xã Hắc Dịch, nay gọi là phường Hắc Dịch. Ngoài chú trọng phát triển công nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thị xã Phú Mỹ còn tập trung hỗ trợ thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng, năng suất sản phẩm. Trong những năm gần đây thì công ty chúng tôi rất chú trọng đến cái việc phát triển và đổi mới công nghệ. Thì trong năm 2018 thì chúng tôi đã đầu tư 3 cái hệ robot gắp gạch tự động. Thì
khi chúng tôi đưa vào thì nó cũng đã làm thay đổi được rất nhiều trong cái công nghệ sản xuất, thì cái giá trị về sản lượng và doanh thu chúng tôi đang hàng năm cứ năm trước năm sau thì tăng lên 10%, thì cũng đã đóng góp vào cái sự phát triển rất là tốt của cái địa bàn thị xã Phú Mỹ trong những năm gần đây. Năm 2019, thị xã Phú Mỹ đặt mục tiêu thực hiện giá trị sản xuất công nghiệp 15.408 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2018. Để đạt mục tiêu này, Đảng bộ chính quyền thị xã Phú Mỹ tiếp tục tập trung cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục cấp phép đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền điện tử. Thị xã đã xây dựng các chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư trong và ngoài nước trên nhiều lĩnh vực như hỗ trợ chi phí thực hiện thủ tục đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, nhằm đạt mục tiêu đưa thị xã Phú Mỹ trở thành thành phố cửa ngõ, thủ phủ ngành công nghiệp cảng biển của Bà Rịa Vũng Tàu trong tương lai không xa. Thông tin về huyện Long Điền được tiếp nối ngay sau đây. Với mạng lưới 7 trên 7 điểm giao dịch tại các xã thị trấn, 202 tổ tiết kiệm và vay vốn tại các khu phố ban ấp do các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác quản lý, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Long Điền đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vay trả kịp thời cho khách hàng. Năm 2018, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện Long Điền đã giải ngân cho gần 3.200 hộ dây với số tiền 95 tỷ đồng cho các chương trình cho dây hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, nhà ở. Trong đó, chương trình cho dây giải quyết việc làm đạt hơn 40 tỷ đồng với 1.278 hộ dây. Năm nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Long Điền tiếp tục triển khai các giải pháp đáp ứng kịp thời nhu cầu dây vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2018, toàn huyện Long Điền có 4.828 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 52 hộ nông dân thoát nghèo. Để đạt được kết quả này, hội nông dân huyện đã tích cực hỗ trợ vốn, kỹ thuật cho nông dân, tham mưu chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, bê tông hóa kênh mương thủy lợi. Thực hiện các chương trình hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, trong năm qua, Hội nông dân huyện Xuyên Mộc phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho 921 lượt hội viên vay gần 27 tỷ đồng để sản xuất chăn nuôi. Các cấp hội vận động 128 hộ nông dân có kinh tế khá giàu giúp 301 hội viên khó khăn với số tiền gần 1 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức 26 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 1.000 lượt nông dân. Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, cán bộ hội viên nông dân đã đóng góp 270 triệu đồng, 575 ngày công tu sửa và làm mới 37 km đường giao thông nông thôn, nâng cấp sửa chữa 10 km kênh mương nội đồng. Tiếp theo là những thông tin được cập nhật từ huyện Đất Đỏ. Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi, bổ ích cho nhân dân trong những ngày Tết đến xuân về, thị trấn Đất Đỏ tổ chức hội thao dân tộc mừng xuân Kỷ Hợi 2019. Tham gia hội thao dân tộc mừng xuân Kỷ Hợi 2019, thị trấn Đất Đỏ có hơn 100 vận động viên là nhân dân trên địa bàn thị trấn. Các vận động viên tranh tài ở các bộ môn chạy việt giã, kéo co, nhảy bao bố, đua xe đạp chậm, đi cầu khỉ. Các vận động viên có trình độ khá tương đồng, thi đấu nhiệt tình, đã tạo ra những màn tranh tài quyết liệt, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Qua đó đem đến không khí sôi nổi, vui tươi cho nhân dân địa phương trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Tính đến thời điểm này, huyện Đất Đỏ mới chỉ có hơn 8.520 học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ gần 60,6% học sinh trên địa bàn huyện. Đây là tỷ lệ khá thấp, nên Bảo hiểm Y tế huyện Đất Đỏ đang tìm giải pháp nâng cao tỷ lệ này. Để đạt chỉ tiêu 100% học sinh tham gia Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội huyện Đất Đỏ đang phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng các trường học tuyên truyền vận động phụ huynh tham gia Bảo hiểm Y tế cho học sinh, triển khai nhiều giải pháp để thu Bảo hiểm Y tế học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Bảo hiểm Xã hội huyện Đất Đỏ cũng phối hợp với các ngành địa phương vận động các mạnh thường quân hỗ trợ thẻ bảo hiểm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị, Hoa Long là một trong những thôn có đồng bào dân tộc Hoa sinh sống đông nhất tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với trên 85% gia đình nơi đây là người dân tộc Hoa. Mùa xuân này, hầu hết những căn nhà lá, nhà tôn tuần toàn, ẩm thấp tại Hoa Long đều được thay bằng những ngôi nhà mái tôn, tường gạch khang trang. Ông Lý A Si đã lập nghiệp tại Châu Đức hơn 40 năm, nên bản thân cùng gia đình chứng kiến nhiều đổi thay về kinh tế xã hội ở địa phương rất rõ.
Ở đó mỗi qua đây đó thì đi con đường thì cũng khó đi. À, bây giờ là nhà nước hỗ trợ mà làm được con đường cho mình nó đi thoải mái luôn. Với gia đình ông Lệnh A Công, niềm vui ngày Tết Kỷ Hợi 2019 còn được nhân lên vì cả nhà ông được dọn vào ngôi nhà mới, căn nhà do nhà nước hỗ trợ xây dựng và kịp hoàn thành trước thềm xuân mới. Bên cạnh đó, gia đình ông còn được địa phương hỗ trợ 2 triệu đồng để mua sắm thêm trong dịp Tết. Năm nay thì đối với cái Tết đó thì gia đình rất là vui vẻ. Đã được cái sự hỗ trợ của nhà nước và phòng dân tộc huyện Châu Đức và lãnh đạo huyện Châu Đức đã hỗ trợ cho một cái căn nhà rất là ấm cúng, rất là sung sức năm nay. Năm nay gia đình là một cái Tết rất là vui vẻ. Năm 2018 vừa qua, xã Kim Long đã hỗ trợ 18 con dê giống, xây dựng và sửa 9 căn nhà cho đồng bào dân tộc nghèo tại thôn Hoa Long, đồng thời nhựa hóa 2 tuyến giao thông nông thôn với kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Được nhà nước hỗ trợ toàn diện, đồng bào dân tộc thiểu số càng phấn chấn, vững vàng vươn lên thoát nghèo. Những căn nhà mới, những niềm vui, nụ cười rạng rỡ của đồng bào người dân tộc thiểu số trong ngày Tết cũng là một trong những khởi đầu tốt đẹp cho hành trình xây dựng phát triển Châu Đức ở năm Kỷ Hợi 2019. Thưa quý vị, Côn Đảo được nhiều người biết đến bởi nơi đây lưu giữ những giá trị lịch sử dân tộc lớn lao, cảnh quan kỳ thú, môi trường trong lành. Côn Đảo còn có sức hút, hay nói theo một cách khác là mê hoặc nhiều người, bởi hầu như mọi địa danh ở Côn Đảo đều gắn với truyền thuyết hư hư thực thực rất ly kỳ. Câu chuyện Bà Rịa Vũng Tàu, đất và người trong phần cuối chương trình Hòa Nhịp Phát Triển hôm nay giới thiệu đến quý vị một trong những địa danh trên đảo đã đi vào văn thơ, vào những câu chuyện truyền khẩu mà cứ qua mỗi người lại có thêm suy tưởng thật ngọt ngào, thật đẹp. Đó là đảo Hòn Câu. Từ Hòn Côn Sơn Lớn để đến được Hòn Câu phải dùng cano hoặc tàu. Ngày biển lặng đi bằng cano nhanh nhất cũng phải gần 30 phút. Nằm khá xa đảo lớn Côn Sơn, Hòn Câu là nơi đầu sóng ngọn gió của quần đảo Côn Sơn. Phía trước Hòn Câu, bãi cát trắng trải dài dọc theo dãy núi hình cánh cung với hàng cây phong ba sừng sững chắn gió cho rừng dừa, chuối và cánh rừng nguyên sinh phía sau lưng vươn mình xanh ngút ngàn. Hòn Câu là một trong hai hòn đảo thuộc quần đảo Côn Sơn có nước ngọt. Vì vậy, trên đảo từng có dấu tích một làng cổ thời vua Gia Long là xóm Bà Thiết. Hòn Cao còn lưu dấu lịch sử địa ngục Trần gian, nơi giam giữ nhiều chí sĩ yêu nước, chiến sĩ cách mạng. Trong đó có cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, khoảng thời gian 1930-1931. Tại đây, hiện vẫn còn dấu tích một phần trại giam, những ngôi mộ tù. Môi trường sinh cảnh ở Hòn Cao nguyên vẹn, nét hoang sơ, bởi ở đây được bảo vệ, bảo tồn rất nghiêm ngặt. Mọi sinh hoạt của du khách, kể cả lực lượng kiểm lâm, đều phải ngừng trước 19:30 để trả lại không gian tự nhiên cho những chủ nhân thực sự trên hòn đảo này, là rùa biển và các động vật khác. Tên gọi Hòn Câu xuất phát từ câu chuyện tình ngang trái giữa hai người anh em cùng cha khác mẹ, Câu và Trầu. Không thể thành chồng thành vợ, người chọn cái chết để giải thoát, người bỏ đến một hòn đảo khác. Từ đó mà dịch nên câu thơ, đi đâu mà chẳng thấy về, hay là quần tía dựa kề áo nâu. Ai về nhắn với ông Câu, Hòn Câu cách bãi đầm Trầu bao xa. Ở Côn Đảo mình có rất là nhiều các cái bãi biển đẹp, thì gia đình tôi cũng thường thường là đi tới những cái bãi biển mà nói chung là những cái vẻ đẹp hoang sơ vậy đó. Thì bên cạnh mà đi du lịch picnic thì chúng tôi còn đi là ví dụ như là làm sạch cho môi trường biển chẳng hạn. Ấn tượng với truyền thuyết và lịch sử, Hòn Câu còn để lại ấn tượng khó phai trong nhiều người, ngay cả cư dân đảo thường xuyên ghé qua Hòn Câu, là thiên nhiên, cảnh quan tươi đẹp. Khu vực Hòn Câu cũng là nơi có thể lặn ngắm san hô, xem rùa đẻ, thả rùa con về biển. Tôi nhận ra hai cái điểm quý. Điểm thứ nhất là cái cảnh quan rất là nguyên sơ, với nước xanh trong như thế này, và những cái thềm đá rất là đẹp. Điểm thứ hai, đây chính là cái nơi mà những con rùa nó lên, nó đẻ trứng. Và như vậy về mặt môi trường thì ở đây rất là tốt. Người ta đã bảo quản những cái trứng rùa cho nó sinh sôi phát triển, rồi lại thả lại với biển. Thì tôi nghĩ nó không chỉ là một cái điểm du lịch đâu, mà nó có ý nghĩa giáo dục cho mọi người về cái bảo tồn cái đa dạng sinh học và thiên nhiên rất là tốt.
một cái địa điểm tuyệt vời của Côn Đảo. Địa điểm Hòn Cao á là một cái địa điểm mà cách xa cái đảo lớn của mình, cái về cái tài nguyên môi trường cũng như là cái di tích lịch sử là gắn kết với nhau, là hai cái điểm đặc biệt này. Và cái công tác bảo tồn rùa biển tại Hòn Cao là một trong những cái công tác điểm của vườn quốc gia Côn Đảo. Sinh cảnh kỳ thú, môi trường trong lành, Hòn Cao đã góp phần khẳng định vị thế cho Côn Đảo, như nhiều kênh truyền thông danh tiếng thế giới bình chọn là một trong 4 viên ngọc quý trên biển ở Đông Nam Á. Nếu có dịp du lịch đến Côn Đảo, quý vị đừng quên đến với địa chỉ du lịch đầy hấp dẫn này, một nơi không chỉ bình yên về cảnh quan thiên nhiên mà còn lưu dấu lịch sử địa ngục trần gian. Câu chuyện về Hòn Cao Côn Đảo đã khép lại chương trình Hòa Nhịp Phát Triển trưa nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin thời sự tiếp theo.